Long An, vào sáng nay lãnh đạo Ban An toàn Giao thông Quốc gia và các cơ quan ban ngành đã đến bệnh viện thăm hỏi tình hình sức khỏe các nạn nhân, đặc biệt là các nạn nhân đang được tích cực điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay bệnh viện Chợ Rẫy đang tiếp tục điều trị cho 14 bệnh nhân trong vụ tai nạn giao thông tại bến Lức Long An. Và cho đến nay thì các bệnh nhân đều đã được chuyển từ khoa cấp cứu về các chuyên khoa để tiếp tục được theo dõi và điều trị. Sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An sau khi thăm hỏi 4 trường hợp nằm viện tại bệnh viện tỉnh Long An đã đến thăm hỏi và động viên các trường hợp nhập viện tại đây. Theo thông tin từ lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An thì tài xế xe container đã ra trình báo vào tối qua. Hiện nay các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra và lấy lời khai về sự việc. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An đã xác nhận tài xế lái ô tô đầu kéo container tên Phạm Thành Hiếu vừa ra trình diện công an vào đêm hôm qua. Công an tỉnh Long An cho biết là có thông tin cho rằng tài xế sáng cùng ngày có dự tân gia và uống rượu. Việc này cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ chứ chưa thể khẳng định. Tuy nhiên, theo một thông tin cho biết, qua xét nghiệm, tài xế Hiếu dương tính với chất ma túy và trong máu có nồng độ cồn. Và sau đây chúng tôi sẽ nối điện thoại với ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, người có mặt tại hiện trường vụ tai nạn từ tối qua đến giờ. Trước tiên xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình và câu hỏi đầu tiên xin hỏi ông là có thông tin cho biết là lái xe có nồng độ cồn cao, dương tính với ma túy. Ông có thể xác nhận về các thông tin này ạ? Lái xe thì ra trình diện vào đêm hôm qua lúc 10 rưỡi và ngay sau đó thì lúc 23 giờ 17 phút thì lái xe được đưa đến để làm cái xét nghiệm máu và xét nghiệm nước tiểu tại bệnh viện Đa khoa Long An. Thì kết quả xét nghiệm lần 1 thì cho thấy là đều là dương tính với heroin và nồng độ cồn là 0,59 mg/100 ml máu. Và công tác khắc phục hậu quả vụ tai nạn cho đến thời điểm này như thế nào thưa ông? Về sơ bộ thì tất cả những nạn nhân mà không may tử vong thì đã được bệnh viện Bến Lức và bệnh viện Long An bàn giao cho gia đình nạn nhân đưa về quê. 4 nạn nhân mà được cứu chữa ở bệnh viện Đa khoa Long An thì có tiến triển tốt. Còn 14 nạn nhân khác thì hiện nay đang được cứu chữa ở bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong đó có nạn nhân bị chấn thương sống cổ thì tương đối nặng và nạn nhân này hiện nay là có thể là sẽ bị ảnh hưởng đến cái khả năng vận động. 4 nạn nhân khác, trong đó có nạn nhân bị đa chấn thương vùng bụng, bị gãy chi và có nguy hiểm đến mạch máu. Bốn nạn nhân này tương đối nặng, tuy nhiên là cũng đã được các bác sĩ cứu chữa và ổn định. Thế còn lại các nạn nhân khác thì có thể nói là thương tích không quá nặng thì đã được bệnh viện Chợ Rẫy cứu chữa và tiến triển tốt và hy vọng là sẽ ra viện trong vòng khoảng 1 tuần. Vâng, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này cũng không phải là một trường hợp hy hữu ạ. Có khá nhiều vụ tai nạn đã xảy ra tương tự, cũng là xe tải cán lên những người đi xe máy khi đang dừng chờ đèn đỏ tại nút giao. Theo ông, biện pháp nào để có thể hạn chế tình trạng là dù đi đúng luật nhưng mà vẫn gặp tai nạn như thế này ạ? Ba cái nhóm giải pháp chính. Thứ nhất là sẽ đề nghị Bộ Giao thông Vận tải xem xét lại và rà soát lại toàn bộ cái chương trình đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe và các điều kiện để mà cấp giấy phép lái xe kinh doanh vận tải. Kiểm tra sức khỏe của toàn bộ đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải hiện nay đang hoạt động, đặc biệt là chú trọng vào lái xe container và lái xe khách đường dài. Đề nghị lực lượng chức năng, đặc biệt là cảnh sát giao thông và thanh tra giao thông tăng cường cái tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý vi phạm về nồng độ cồn và cái nguy cơ mà sử dụng ma túy ở trong bến xe, tại những điểm mà đầu mối hàng hóa xuất phát của phương tiện và ngay cả trên đường. Vâng, xin cảm ơn ông Khuất Việt Hùng. Và theo thông tin cập nhật cho đến thời điểm này thì hậu quả của vụ tai nạn giao thông đã khiến cho 4 người thiệt mạng và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin về vụ tai nạn này trong những bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin được tiếp tục với những thông tin về tình hình kinh tế tiêu dùng.